đi tới che mờ công lý mọi nơi. Nào sợ chi ta luôn vững tin ngày mai, một niềm tin khi tô vẫn trong lòng ta. Riêng về giáo xứ Tây Hà cũng như tòa không chứ, nếu mà người dân Việt Nam không đứng lên, những người Việt Nam tiền án cộng sản không tiếp tay, cộng sản vượt qua được giai đoạn này thì chắc chắn tài sản của các tôn giáo khác cộng sản Việt Nam sẽ chiếm luôn, và lúc đó là tôn giáo không còn những cơ sở để mà hoạt động, các tôn giáo đã biến thành các tôn giáo quốc doanh dưới sự điều khiển của cộng sản Việt Nam. Do đó chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương chúng ta cực lực phản đối cộng sản bằng đủ mọi cách để tiếp tay cho những công cuộc đấu tranh của đồng hương ở trong nước, những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, để họ vững vàng trong cái công cuộc chiến đấu đòi giải thể chế độ cộng sản cũng như là đòi hỏi lại những quyền lợi căn bản của người dân Việt Nam. Đá đạo cộng sản, đá đạo cộng sản ba nước, đá đạo cộng sản cướp tài sản của nhân dân, đá đạo cộng sản đàn áp các tôn giáo. Đảng ta bán đất dân biển cho Trung Cộng, và chúng đã ngang ngược lấy xe ủi đất sang bằng khu đất của nhà Tha Hà. Như vậy đó là những hành động rất là ngang ngược, mà đây là một xúc tác để tất cả các tôn giáo và toàn dân Việt Nam đồng đứng lên sang bằng cái chế độ cộng sản, như vậy mới lấy được cái tự do ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Hội đồng giám mục tại Việt Nam mạnh mẽ và dứt khoát lên tiếng như thế này. Một lần nữa chúng ta hoan nghênh hội đồng giám mục ở Việt Nam đã mạnh mẽ và dứt khoát lên tiếng để mà tố cáo tội ác của Việt Cộng trong việc đàn áp tôn giáo, đàn áp Phật giáo, đàn áp tôn giáo cũng như các tôn giáo khác. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi đồng hương hoan hô bạn lên tiếng của hội đồng giám mục Việt Nam. Hoan hô bạn lên tiếng của hội đồng giám mục Việt Nam. Thay mặt ban đại diện cùng toàn thể dân quốc Việt Nam hải ngoại khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ đến đây trước tòa lãnh sự Việt Cộng cực lực lên án những hành vi độc ác phi nhân của cộng sản, tố cáo đảng cộng sản khắp thế giới, hãy ngưng ngay lập tức những hành động phi nhân tàn ác tôn giáo khốc liệt, đánh đập giáo dân, nhục mạ tu sĩ, hãy trả tự do cho các giáo dân bị cộng sản bắt chỉ vì cầu nguyện đòi lại đất đai bị cộng sản cướp đoạt và bán lại cho thương gia.